xác định đầu tư cơ sở hạ tầng chính là đồng bảy để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nên thời gian qua huyện bào bàng đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Huyện bào bàng hiện có 15 dự án đang thi công mới sửa chữa xây thêm và chính dự án chuẩn bị đầu tư. Điểm nhấn trong hoạt động thi công là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đường vành đai và một số tuyến đường liên xã. Riêng tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bào Bàng đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện với kỳ vọng sẽ sớm tạo sự thông thương kết nối. Song song đó là các công trình trường học cũng được huyện chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Những công trình trọng điểm này đã mang lại nhiều lợi ích phấn khởi cho nhân dân địa phương. Từ trước đến nay thì ở trong sâu hôm nay thì có cái đường nhà nước mọc lên ấy thì gia đình phấn khởi, vui tươi và cuộc sống cũng cố gắng vươn lên. Tính đến hết quý 1 năm 2023, tổng số vốn đầu tư công của huyện được bố trí thực hiện là hơn 400 tỷ đồng. Với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, huyện Bầu Bàng tiếp tục nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các công trình đúng thời gian, chú trọng khâu an toàn lao động và chất lượng các công trình. Giai đoạn này thì phải nói là các đơn vị thi công người ta cũng đang tập trung, tập trung. Nó mà huyện cũng mong muốn cái, thúc đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các công trình để làm sao đạt được cái kế hoạch đề ra trong năm 2023 này. Để hoàn thành các công trình trọng điểm, luôn đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Vì thế, đảng bộ chính quyền huyện Bầu Bàng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng lợi thế để làm động lực tăng trưởng. Với tinh thần đó, chắc chắn thời gian tới, huyện Bầu Bàng sẽ thu hút được nhiều nguồn lực mới để sớm hoàn tất các công trình trọng điểm, tạo đà cho huyện nhà phát triển mạnh mẽ, giàu đẹp, đúng với kỳ vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân địa phương.